Trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu INTA Berlin và đoàn đại biểu INTA. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những đóng góp quan trọng của INTA và cá nhân Chủ tịch Berlin trong quá trình đàm phán, phê chuẩn và triển khai thực thi EVFTA, cho rằng chuyến thăm của đoàn rất ý nghĩa để cả hai bên đánh giá lại việc thực thi EVFTA thời gian qua, những giải pháp tiếp tục phát huy tối đa lợi ích của hiệp định cũng như thúc đẩy việc phê chuẩn EVIPA. Chủ tịch INTA Ben Lenz cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp, khẳng định EVFTA là nền tảng vững chắc cho quan hệ EU-Việt Nam cả trong hiện tại và tương lai. Những con số thống kê trong 2 năm thực thi EVFTA đã cho thấy những tác động tích cực của hiệp định, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai bên trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19. Đối với EVIPA, Chủ tịch INTA cho biết lý do khiến một số nước thành viên EU chậm trễ chưa phê chuẩn là bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các nước còn lại đang thúc đẩy việc phê chuẩn hiệp định này vì với bối cảnh toàn cầu hiện nay, các nước EU cũng đều mong muốn sự ổn định, hợp tác với các đối tác đáng tin cậy. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU và mong muốn hợp tác hai bên ngày càng thực chất hơn. Đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác về các lĩnh vực, nhất là trong khôi phục các chuỗi cung ứng toàn cầu, các chuỗi cung ứng trực tiếp giữa Việt Nam và EU, phục hồi kinh tế sau đại dịch, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định giá năng lượng. Trên tinh thần là đối tác quan trọng, tin tưởng và tôn trọng nhau, Việt Nam sẵn sàng trao đổi cởi mở, thẳng thắn với EU và EP về các vấn đề còn có quan điểm khác nhau.